Quý vị thân mến, một căn nhà đất Hà Nội ô tô vào, mặt ngõ, nhà lô góc mặt tiền rộng, vừa ở, vừa có thể kết hợp kinh doanh nhỏ lẻ, có lẽ là căn nhà được rất nhiều người tìm kiếm ở thời điểm hiện tại. Và ngày hôm nay thì em Thiện xin được chuyển tới quý vị thông tin và video thực tế về một trong những bất động sản như vậy. Quý vị đang xem là video nhà bán trên kênh Thiện Đất. Mọi người có thể là bấm follow kênh để được gợi ý xem các căn nhà đất tiếp theo nhé. Quý vị đang xem là mặt tiền và không gian tầng 1 của nhà mình. Căn này có diện tích đất sổ đỏ là 30m², sổ riêng chính chủ. Mặt tiền phía trước bằng phía sau là 5m28, sổ đỏ vuông vắn. Diện tích xây dựng từ tầng 2 trở lên thì có rộng hơn nha cả nhà. Nhà riêng này thì nằm trong con ngõ ô tô vào được. Tầng 1 thì có thiết kế để xe. Hình ảnh ô tô đậu ở ngõ đây chính là minh chứng thực tế nhất nha các bác. Hơn nữa thì căn này lại nằm trong một con ngõ rất dài và đông dân cư qua lại. Do đó thì chúng ta mua về có thể kết hợp ở và kinh doanh nhỏ lẻ. Tất nhiên đây là kinh doanh nhỏ thôi. Chứ kinh doanh lớn thì chúng ta mua các căn mặt phố hoặc là các căn khác nhiều tiền hơn nha cả nhà. Với cái vị trí là thửa đất lô góc tiếp giáp hai mặt ngõ thì gia chủ có mở cửa cả hai bên, rất là thoáng. Phía đối diện này cũng là sân chơi của nhà văn hóa nên là xây dựng có chừa sân. Không gian xung quanh thì nó lại càng thoáng hơn. Tài sản này thì có địa chỉ nằm tại mặt ngõ. Mặt ngõ chứ không phải là ngách hay là hẻm. Do đó thì từ đường chính vào là thuận tiện, dễ để chúng ta tìm đến. Để tối ưu công năng sử dụng thì chủ nhà thiết kế căn nhà theo cái bản thiết kế với 6 tầng. Tầng 6 thì bố trí là gian thờ sân thượng. Các tầng 5, 4, 3 là phòng ngủ VIP. Tầng 2 là phòng bếp, phòng khách. Tầng 1 là để xe hoặc là kinh doanh nhỏ. Sau khi mà tham quan tầng 1 rồi thì em Thiện sẽ mời quý vị lên với tầng 2 nhé. Bên trong nhà thì có trang bị và có nội thất cơ bản. Một số cái điểm nhấn có thể nhắc đến như sau ạ. Phòng khách và phòng ngủ thì có đầy đủ rèm cửa, sofa, điều hòa, máy hút mùi. Đây quý vị xem là tầng 2 đấy ạ, có gian bếp và phòng khách. Ở phía trên các phòng ngủ thì được thiết kế và design hiện đại, mang phong cách Nhật Bản. Ở khu phụ thì thiết bị vệ sinh và phòng tắm là cao cấp. Cụ thể hiện trạng thì mời cả nhà xem kỹ trên video nha. Với những cái đặc điểm như vậy thì căn nhà này gia chủ đang mong muốn chuyển nhượng, đổi lấy hơn 6 tỷ tiền Việt. Giá cả thì em xin cập nhật ở phần mô tả nhé. Giá có thương lượng thỏa thuận. Quý anh chị em cô chú và các bạn có nhu cầu mua thì xin mời đến gặp gỡ và đàm phán. Gia chủ thì cần bán nên là sẵn lòng tiếp bất kỳ ai thiện chí mua. Giá cả của bất động sản thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Do đó thì để đánh giá và chọn lựa được đúng đắn nhất thì mời quý vị trực tiếp đến xem nhé. Sau đây thì em Thiện mời quý vị tham quan tầng 3, một trong 3 cái phòng ngủ của nhà mình. Ngôi nhà quý vị đang xem thì có địa chỉ tại quận Hoàng Mai, phố Giáp Bát, phường Giáp Bát, gần với trục đường Giải Phóng. Khu đối diện bên kia đường chính là chung cư Imperia Plaza 360 Giải Phóng. Lên cái tầng thượng thì em sẽ quay để mọi người có thể view toàn cảnh nhé. Nhà này thì nằm tương đối gần với ngã tư Vọng, cách bệnh viện Bạch Mai hơn 2 km, cách Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng, Đại học Bách khoa lần lượt là 1,7, 1,8 và 2 km. Nhìn chung thì đây cũng là một căn có vị trí địa lý thuận lợi, gần nhiều trường đại học lớn. Quý vị nào mà có mua để thuận tiện còn di chuyển về các tỉnh phía Nam Hà Nội
như là Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, vân vân thì rất là phù hợp ạ. Khái quát lại thì bất động sản này có một số điểm chính như sau. Diện tích là 30 mét vuông sổ đỏ nhân 6 tầng. Xây dựng rộng hơn từ tầng 2. Chiều ngang mặt tiền là 5m28. Nhà lô góc tiếp giáp hai mặt ngõ đi. Ngõ ô tô vào được. Đông dân cư qua lại. Xây mới 6 tầng có nội thất cơ bản và tối ưu công năng sử dụng. Bất động sản này thì nằm tại khu vực phát triển sầm uất và gần trục giao thông thuận lợi, gần nhiều trường đại học lớn. Trong bất kỳ công việc gì thì để có kết quả chúng ta phải làm việc và có sự nghiêm túc, thiện chí. Mua nhà cũng vậy, vị cứ đến trực tiếp xem xét, cân nhắc, đàm phán để có được cái kết quả tốt nhất. Xem nhà thực tế bất kỳ thời gian nào thì xin gọi trước cho em Thiện 0902 661 999 hoặc là 0962 802 792 nha quý vị. Em xin được trân trọng cảm ơn và chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại cả nhà những video sau. Xin chào.